hai ủa thang máy đi lẹ thì cái mới vô bấm để tới tầng hai. Rồi, mời quý vị cùng theo chân Color Man đi ăn buffet tại khách sạn Sen Việt Premium Hotel Nha Trang. Ủa quầy buffet đâu? Bánh tăng nó kìa, món quá kìa. Ủa đây có hủ tiếu Nam Vang luôn nha. Món nước thì có hủ tiếu Nam Vang. Cái này là hủ tiếu đúng không hả? Dạ. Hủ tiếu Nam Vang rồi, cái này là nguyên liệu để làm để hủ tiếu ăn hủ tiếu Nam Vang. Chiên trứng đây luôn hả Tư? Rồi đi vòng đi mình bắt đầu mình muốn chọn chọn nha. Đây có thịt nguội ngoài salad station. Đây có chả lụa, có các loại salad khô, canh chấm acubi. Ồ cái quầy xúc xích nè, xúc xích. Đây xúc xích nhìn hấp dẫn quá. À, có dùng những cái đèn đèn phi hồng ngoại để hâm nóng. Rồi cái sau đó là xúc xích có bacon, ba chỉ hương khói, có phi lê gà, rang muối, chả giò chiên. Thôi chắc có lẽ là mình làm một Phương ăn được hả Phương? Chắc chắn là xúc xích ngon. Rồi xúc xích này mới xúc xích gì nữa, xúc xích gà. Ồ, bò xúc tiêu. Bữa buffet ở khách sạn Sen Việt Nha Trang này cũng có vẻ phong phú rồi nha. Thôi mọi thứ mình làm chút xíu. Thơm quá. Ăn đơn giản vậy thôi đó. Có cải xanh, có bông cải xanh, có bông cải trắng để em nó đỡ kiềm. Ồ, mì hải sản quá. Mọi người thấy bạn Cương bây giờ tay nghề cầm điện quay mà múa giống như là nghệ sĩ múa. Không có nên ăn này không? Thôi, để lát con ăn hủ tiếu, xác định trước sau ăn hủ tiếu. Cà tím chiên sốt thịt bằm cái này ngon đây. Cà tím chiên sốt thịt bằm. Ồ, cái món này là có vẻ hấp dẫn nha. Bên đây là giò tiềm củ sen. Ôi dồi ôi, ngon quá. Rất tiếc là mình đã lỡ. Sáng nay mình đi ăn làm trước tô bún bún ốc rồi, to đùng rồi chứ không khô. Thôi làm luôn, chết luôn.
Có khoai mì, có cả khoai mì hấp nước cốt dừa nữa. À, bà con cô bác nào có nhớ món này không? Món này là món ăn quê hương vô cùng hấp dẫn. Tiếp tục là bánh bao hấp dumpling. Mình thích cái nắp đậy này quá, họ có làm cái nắp tre xôi đậu đen. Hấp dẫn, hấp dẫn quá. Ôi, chắc phải làm miếng xôi đậu đen quá, nhìn nó ngon quá. Ơi, ăn một chút xíu xôi đậu đen rất review cho mọi người xem nhé. Xôi đậu đen thì cho một tí đậu phộng, cho một tí hành phi, rắc một tí đường. Rồi xong. Ôi, còn nhiều món lắm luôn á. Thịt kho đậu hũ, thịt heo kho đậu hũ. Này ăn cơm, cơm trắng là bá cháy luôn. Có đậu cô bé xào nè, đây là món ruột của mình nè, mình thích lắm này. Thôi mình làm tí xí nữa nha. Có vẻ cái dĩa này đã hơi quá to với tôi. Cơm chiên Dương Châu, món ruột của Hoàng Đào. Miếng xào thịt gà, trời ơi, trời ơi, món này thích không á. Thôi, làm cái xí xí đi. Ok. Rồi. Một buổi sáng buffet như thế này mình nghĩ là đã quá chất lượng. Với cơ bản như thế này là quá chất lượng. Ô, mình hỏi chứ hỏi đâu rồi. Những cơm chiên đó đúng không? Có phần nào chỉ có nhiêu đó thì không có cơm chiên. Em rất là chiên là đúng không? Làm anh ly cà phê sữa đá đi. Dạ. Cà phê. Bạn cần muốn muốn mình chén nước tương với ớt nhiều. Dạ, xin mời. Chi trên này. Đẹp quá không? Chụp cái tấm này. Tên tàn, tên tàn. Đẹp chứ thường, không biết là món gì. Phê thập cẩm. Không biết phê thập cẩm là gì. Phê thập cẩm. Có cái món xôi đậu đen này hấp dẫn nè. Rồi, xin mời quý vị thưởng thức từng món một. Mình đang thích cái xôi đậu đen thì giờ mình ăn thử cái xôi đậu đen cho mọi người xem nha. Yeah.
Nếp dẻ cũng dẻo quá. Tôi đậu đen ăn với đậu phộng, hành phi, ít đường. Ồ, hơi bị xuất sắc này nghe. Rồi tiếp tục cà tím. Cà tím xào bò bồng. Ồ, 150 đồng. Ồ, cũng đủ lắm. Cậu gái vậy. Đợi cái muỗng kìa. Không có muỗng cà phê hả? Cái muỗng này còn lại vậy ta. Đây, cái này là cái chân giò. Đây là món giò, giò nấu gì nè. Muối. Tiêu đây. Có đây một để tiêu chứ. Rồi nó thơm. Yes. Hơi bất ngờ cái buffet ở đây á. Phong phú mà khẩu vị rất là ok nha. Đây là miếng bò. Good. Ổn. Có cái xôi đậu đen ngon lắm. Đây cái miếng xúc xích. Nãy mình không biết xúc xích gì mà mình thấy giống như xúc xích gà, có tiêu trong đây nữa. Tạm ổn, tạm ổn. Mọi người nhìn thấy thôi, chứ mình chọn buffet mọi người thấy không? Cũng không có quá nhiều thịt thà lắm, rau không à. Đậu cove nè, đậu ve nè. Món ruột của mình nè. Đây có cá mình rất thích, đó là miếng. Miếng gà, miếng xào gà. Miếng xào gà cũng ngon ha. Cương dám ăn nữa không? Dạ. Nhìn thấy thèm mới chắc ngăn. Chú Quyên ngon à. Cái miếng gà. Miếng gà xào như có cái ngũ vị hương á. Dạ. Ngon. Với lại cái xôi, ăn đúng hai món thôi. Lý do là vì thầy trò chúng tôi đã mới vừa làm một tô bún ốc. Thường mà đêm mà du lịch ở khách sạn mà sáng trước đó, mà sáng sớm là mình hay lang thang tìm quán ăn trước, sau đó mình về mình làm tiếp. Xôi đậu đen có đậu phộng, có đường, có hành phi.
hòn xuất sắc. Mấy món này gọi là món ăn quê hương đó, dễ quá. Hôm nay là ngày thứ năm, day 5 trong hành trình caravan 6 tỉnh miền Trung của Colombia, và chúng tôi đang có mặt tại Nha Trang. Đây là khách sạn Sang Việt Premium Hotel tại Nha Trang, đường Hồng Bàng. Có thể là đây cũng là một cái lựa chọn mà quý vị và các bạn nên nghĩ tới. Khách sạn rất là mới, rất là sạch sẽ, rất lịch sự vô cùng. Chỉ có cái view là không xuất sắc lắm thôi, chứ còn ngoài ra tất cả mọi thứ đều rất là ok. Cà tím, xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Rồi, làm tách cà phê nữa là ok.